Trước đây thì anh có xài nhiều sản phẩm mật ong vậy? Có, anh có dùng nhiều loại khác nhau. Dạ. Và có những loại, một số loại ở Úc anh cũng có dùng. Và đối với các dòng sản phẩm thì anh thấy cái mùi vị nó cũng tự nhiên, sánh sánh. Cái này thì nó không có bị quá ngọt như một số sản phẩm khác. À, hiểu sao, nhưng mà cái hôm nay thì nếm thử vô cái bánh nó thấy không có bị quá ngọt. Dạ dạ. Cảm ơn mình rất là nhiều. Và Vũ còn biết được đó là mật ong Chasibi còn đạt được các giải quốc tế, và nó là một niềm tự hào. Và hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng và sử dụng các dòng mật ong của bên Chasibi các bạn nha. Quá tuyệt vời, Vũ rất là thích. Nó giúp cho cái giọng của Vũ á các bạn thanh hơn, khỏe hơn, và bảo vệ cái giọng của mình mỗi sáng khi mà mình xài cái loại sản phẩm này cùng với mật ong và nước ấm, thì nó sẽ giúp cho giọng mình rất là hay. Đây là chị Trang đến từ thương hiệu Chasibi. Vừa rồi mình mới đoạt được cái giải gì em nghe tin hú hồn luôn chị. Cách đây một năm á, mình đạt một cái giải thưởng là Platinum tại kỳ thi là London International Honey Award. Cái đó là chuyên về dòng mật ong thôi. Thì mình đạt giải Platinum là cái range điểm cao nhất là 95 đến 100 điểm. Còn cách đây khoảng một tháng thì mình đạt được giải thưởng của The Superior States. Có nghĩa là giải thưởng này nó không phải chuyên về mật ong không, nó chuyên về tất cả những sản phẩm trên thế giới này, có thể rượu, có thể bánh. Những là người chấm kỳ thi đó là những đầu bếp Michelin. Thì có tới 186 những cái chuyên gia. Tuy nhiên mình đạt giải là 2 sao trên 3 sao. Có nghĩa là 3 sao là maximum, trong đó chỉ có một dòng mật ong duy nhất ở Mỹ đạt 3 sao thôi. Thì mình đạt 2 sao, và những dòng khác thì họ nằm ở những cái range ở dưới. Thì đó là một trong những cái niềm tự hào. Và cái mật ong đạt giải của The Superior Taste đó là mật ong hoa lệ chi. Còn mật ong hoa chôm chôm thì đạt giải London. Nói chung là 2 trên 3 dòng của JCB đang bán trên thị trường thì đang có nắm trong tay hai giải thưởng lớn của quốc tế. Thì đó là cái sự tự hào của Việt Nam chứ không phải riêng của JCB. Bởi vì sao? JCB là mật ong Việt Nam. Đúng rồi các bạn, đó là một cái thương hiệu của Việt Nam mình. Mà em không nghĩ rằng là mật ong mà nó có được cái giải quốc tế là như vậy luôn á chị. Không ngờ mà quá là tự hào bà chị của Vũ. À, chị Trang nha. Với các dòng mật ong hiện nay, chị có thể kể sơ qua các mình sẽ có những cái dòng mật ong như thế nào ở bên mình nè, JCB. Việt Nam nằm trong 5 nước xuất khẩu mật ong lớn nhất thế giới. Surprise ha, surprise. Nhưng mà mật ong Việt Nam thì trên thế giới thì thường thường là hay bị ép giá một chút á, bởi vì mình là cái nước kém phát triển hơn. Tuy nhiên là khi mà Trang đi hội chợ thế giới thì Trang mới thấy rằng mình thử hết mật ong trên thế giới. Trang đi rất là nhiều hội chợ luôn. Và Trang cảm nhận được là mỗi nước nó đều có dòng mật ong khá là ngon. Tuy nhiên khi mình về mình thử lại mật ong Việt Nam mình á, mình hòa vào đấy, ủa mật ong mình rất là ngon mà thơm lắm, và nó đậm đà hơn, nó đậm đà hơn và nó có cái vị cực kỳ đặc biệt hơn. Và ở Việt Nam thì có hơn 10 loại mật ong như vậy. Khi xuất khẩu thì nó có mật hoa, mật đa hoa nè. Đa hoa là cái loại mật ong mà có nhiều nhất, có nghĩa là tất cả các loại mình gom lại mình trộn thành một cái mẫu gọi là đa hoa. Có mật hoa cà phê, hoa chôm chôm, hoa vải, hoa nhãn, cao su. Cao su là mật lá cây cao su, quá ngon lắm nha. Nhãn luôn hả? Rồi mật từ cây điều. Cây điều cũng rất là ngon luôn các bạn ơi. Chắc năm sau cho đưa điều đi thi quá. Điều cũng rất là ngon luôn. Nghe rồi, đã quá. Có mật cây tràm. Mật cây tràm là mật rừng U Minh á. Mọi người hay hiểu là mật rừng U Minh. Thì mật tràm nó lại cái hương vị nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà trên thế giới thì vẫn có những cái nước họ thích cái vị đó. Đó là những cái loại mật ong mà cha có thể kể sơ qua cho các bạn ha. Thì những dòng khác thì nó lại rất ít, ví dụ như là mình nói là dòng mật hoa rừng này kia thì nó lại không có sản lượng, không có đủ để xuất khẩu. Và mật ong của Việt Nam mình nó tại sao xuất khẩu được là bởi vì mình vẫn phải tuân thủ cái cách là nuôi tự nhiên. Chứ không phải mình đừng có một cái gọi là khái niệm sai lầm khi mình đánh giá là ví dụ như là xã hội càng phát triển thì người ta phải càng tìm những cái phương pháp nào đó nó an toàn. Ví dụ như bạn khai thác mật ong rừng thì nó lại không đảm bảo cho môi trường. Bạn giết cả một cái tổ ong đó, khi bạn khai thác mật ong rừng là bạn đang tàn phá môi trường. Thì cái việc nuôi ong đó là việc mình tái tạo lại cái sản lượng đàn ong trong cái môi trường tự nhiên. Và mình nuôi nó, mình thu mật, thì cái việc làm nó rất là chính đáng. Đàn ong mình khỏe mạnh, cái mật dư của nó mình mới lấy. Rõ ràng như là những cái thương hiệu lớn, trong đó có JCB nha các bạn. Rõ ràng rồi, với JCB mà chúng ta thấy là đoạt được cái giải mà Vũ mới thấy là hơn 100 ban giám khảo là đến từ các quốc gia khác nhau. Là Vũ có trên tay của Vũ đây là sản phẩm mật ong hoa cà phê 100% luôn. Với cái sản phẩm hoa cà phê thì chúng ta thấy là thường ở trên thị trường cũng có nhiều rồi đúng không? Nhưng mà ở đây thì JCB cũng có, và cái quy trình gói và mình bảo quản nó bao lâu á? Chị tuân thủ đúng nguyên tắc thôi, đó là mình nuôi ong du bột, có nghĩa là khi mà cái vùng thức ăn của ong nó hết á thì mình buộc phải di chuyển nó tới vùng khác để đảm bảo là cái ong mình nó được ăn cái nguồn thức ăn tự nhiên, chứ mình không có đổ đường nha. Mọi người cứ nghĩ là ong Việt Nam hay là quá, hay quá. Đổ đường thì tại khi xuất khẩu á là sợ nhất là bị nhiễm đường các bạn. Các bạn nói là trộn đường với thật sự châu Âu hay là Mỹ họ nhập khẩu là họ test 100% mẫu chứ không phải là
chỉ là công ty cưa có tiếng, họ không test tất cả lô hàng của họ đều test, thì chỉ cần phát hiện ra đường thôi là mình sẽ bị vô blacklist, là mình sẽ không mãi mãi, rất là khó được xuất khẩu quay trở lại thị trường của họ. Thị trường châu Âu lại càng khó nữa đúng không? Đúng rồi, nên cái quy trình của mình là đàn ông bay đi khắp nơi để lấy mật lượng cao á, là mật ong là phải sánh đặc, mật từ chuyên môn nó gọi là mật vít đắp. Là khi đó Vũ thấy là cái tổ ong nó khô rang vậy nè, Vũ không có thấy mật ong, nhưng mà khi mà lấy con dao cắt ra thì mật nó tràn xuống và nó rất là sệt, thì đó gọi là mật ong vít đắp. Là con ong nó đã xác định rằng mật đó là đủ cái độ chín, đủ cái độ độ mùi, thì nó sẽ lấy cái xác ong á, nó che lại, nó giấu đi để năm sau nó ăn á đó. Thì mình mới là khai thác cái mật đó của nó. JCB là khai thác theo cái tiêu chuẩn đó, và khi mình đem về nhà máy mình á, thì mình lại qua một cái bước rất là nghiêm ngặt, mà nó là cốt lõi nhất của mình, đó là test tất cả các mẫu vào trong bên mình sẽ test. Thứ nhất là độ ẩm nước nè, test về khuẩn nè, test về kháng sinh nè, test về đường. Nên cái sản phẩm mật ong các bạn ăn á, của JCB á, thì các bạn sẽ biết rằng đó là không đường, không kháng sinh, không chất tồn dư và không có chất bảo quản gì hết. Chỉ số C4 là nghĩa là nó sẽ test về đường. Nếu mà mật ong của mình mà bị phát hiện ra là có đường á, là trên 7% á, nghĩa là cái độ nhạy của máy á là nó phát hiện ra, thì mình sẽ bị loại liệt kê vào mật giả, mật không có. Nên tất cả sản phẩm của JCB các bạn yên tâm là chúng tôi phải test hết, thì đó là tiêu chuẩn cơ bản. Test hết. Cảm ơn chị Trang ngày hôm nay đã có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị để Vũ cũng như là các bạn chúng ta hiểu thêm về mật ong, và đặc biệt là chúng ta thêm một cái sự tự hào nữa, đó là mật ong của mình đã sánh vai với các sản phẩm của quốc tế rồi đó các bạn. Cho nên đối với JCB thì các bạn hãy đến đây để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là tăng sức đề kháng cho các thành viên gia đình của mình nhé. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta rất là tự hào về sản phẩm Việt Nam, và chúng ta cố gắng làm sao để sản phẩm Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt hơn và chúng ta có được cái chỗ đứng trên thị trường thế giới, đúng không Vũ? Dạ đúng rồi, cảm ơn chị Trang rất là nhiều. JCB.